Tấm giấy chứng nhận căn cước công dân này có từ năm 1972, cách nay đã 48 năm. Tấm căn cước này của bà Phan Thị Hai còn gọi là cụ Đạo. 48 năm về trước, cụ Đạo lúc bấy giờ đã là một cụ bà ở tuổi thất thập cổ lai hy. Theo giấy căn cước cấp từ năm 1972, cụ Đạo sinh ngày 7 tháng 3 năm 1906 ở xã Thanh Tân, nay là xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Cụ Đạo là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Cụ Đạo lấy chồng ở xã Thanh Chi kể bên, sinh được 2 người con thì chồng mất. Con trai đầu của cụ sinh năm 1925, mất năm 1991 và con trai thứ hai sinh năm 1929, mất năm 2012, thọ 83 tuổi. Năm 1948, cụ Đạo kết duyên với người khác ở cùng xã Thanh Chi và có thêm một người con chung sinh năm 1949 là ông Hoàng Văn Sửu. Năm 1973, người chồng này cũng mất. Hiện cụ Đạo sống chung với vợ chồng con trai út, năm nay 71 tuổi, ở xóm 7 xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương. Cụ Đạo hiện có hàng chục cháu Chắt và 24 người con của Chắt ở thế hệ thứ 5, tạm gọi là Chít. Chít lớn nhất năm nay 8 tuổi. Người con dâu thứ hai của cụ Đạo là cụ Trình Thị Hương. Năm nay cũng đã 85 tuổi. Bà Trần Thị Hương, con dâu út của cụ Đạo cho biết sức khỏe của cụ rất tốt. Cụ rất ít khi ốm mặt và cũng chỉ mới vài lần đi bệnh viện để mổ mắt. Năm 2012, cụ bị ngã gãy tay, con cháu đưa đến bệnh viện huyện để bó bột rồi được về nhà. Sức khỏe của ba là khỏe lắm, không mộng vạt gì cơ, có đau đầu về là sổ mũi là thường dùng thuốc nám thế, thuốc tẩy ba uống là ba là ba ván là trong cái bụng là ăn côn qua ba không uống được, rất ít dùng thuốc tẩy. Còn nắm thì bị gầy cái tẩy thì ba đi bò được 12 ngày là ba thạo ra ba vẫn ngã không chịu được, ba thạo ra thấy ba cái lặn vẫn cái cạc ngoài chứ không bò được, đi sang bệnh viện cho cái này tẩy liền không bình thường rồi nó thôi thì không bao lại. Dù đã ở tuổi 114, cụ Đạo vẫn còn khỏe và minh mẫn. Cụ vẫn hoàn toàn tự lo vệ sinh cá nhân cho mình, từ ăn uống, tắm giặt, vệ sinh nhà cửa, thậm chí cụ vẫn thích lao động. Chưa côn đâu anh. Quay. Thế bây giờ. Được rồi. Ba ăn không một tôi. Cái chồng như từ giờ này rồi. Làm việc thì nói chung ba ở nhà thì cứ nấu ăn thì tắm rửa giặt dù là từ cái lúc tôi về làm dâu giờ đó. Ba làm ba là khí ba về làm dấu ba làm tần khỏe hơn tôi, ba làm khiếp lắm, thế được ba là liệt ấy. Đi làm cỏ thì nhiều mẹ ơi của ta nghỉ nặng hơn đi, làm cỏ thì nặng hơn mới chạy cỏ chứ mà không nặng thì mà nắng chạy cỏ được, mình nghỉ chứ mà nghỉ. Thời trẻ cuộc sống của cụ khó khăn nên có gì cụ Đạo ăn nấy, cụ rất thích ăn rau củ quả. Đến giờ tuổi tác đã khiến tai cụ bị lãng, nhưng hiện cụ vẫn rất minh mẫn. Cháu Chắt sinh sống ở xa gọi điện về hỏi thăm, cụ vẫn nhận biết được một số người và trò chuyện với họ. Cụ thích làm những việc nhẹ trong nhà và khi đã làm thì con cháu không cản được. Về già mỗi ngày cụ ăn 4 lần, sáng, trưa, chiều và đêm, mỗi giờ ăn một bát cơm. Có lẽ nhờ yêu thích lao động, sống lành mạnh và sinh hoạt ăn ngủ điều độ đã giúp cụ sống thượng thọ, dẻo dai và khỏe mạnh.